Mới đây, dân mạng vô tình chụp lại khoảnh khắc chiến sĩ công an với biểu cảm cực kỳ khó đỡ tại điểm tiêm vaccine. Khi cô y tá lấy bông thấm còn thoa lên bắp tay, chiến sĩ này thậm chí còn không dám nhìn, lập tức quay mặt đi. Tay anh bám chặt vào thành ghế. Khi mũi tiêm đâm vào da, anh nhắm chặt mắt, mặt hiện lên sự lo lắng và bất an. Có lẽ trong đầu anh đang thầm nguyện cầu, sao cho giây phút này trôi qua nhanh nhất có thể. Biểu cảm cực kỳ khó đỡ của anh khiến người xem không khỏi bật cười. Một số dân mạng hài hước đùa vui rằng chiến sĩ công an chẳng sợ tội phạm, đau gươm nhưng nay đã bị khuất phục dễ dàng trước mũi tiêm bé xíu ấy. Đáng yêu quá, chiến sĩ công an ở đâu, cho mình xin địa chỉ đến tiêm cùng cho đỡ sợ. Có hội chứng sợ tiêm luôn đó, mình bị ám ảnh đến già, nhắc đến thôi đã thấy sợ, một số cư dân mạng bình luận.